Cái cùi. Củ không bự luôn. Củ gì không chịu không? Không bự. Trời ơi, hỏi mấy em đào bụi bệnh lên thế mất ham không? Ủa đây là phải từ hả cậu? Ừ, không có từ vô tức nấu canh nè. Chào sáng giờ được nhiêu đó hả? Nhiêu nè. Chà quá êm trời. Cái này mà nghe. Phải từ nấu thịt đi. À, thịt cũng được, mà cũng cái rô cũng ngon. Cái rô thì, mình nướng luôn. Nướng đi. Trời ơi, củ gì? Củng thịt ơi. Bụi một đó. Cậu mới có củ à? Hình như cỡ là chắc 4 5 tháng mà tôi không nhớ nữa. Quá lạ. Làm gì chợ nãy giờ bác lấy nhiều thì bác ế á. Cái người ta lấy ít ít thôi, bởi vì bác gì lọc chưa. Chứ hồi xưa mà tác vương mà kiếm được cái công nghệ cũng mệt à. Ờ, gặp dễ gì gặp cái này là cơ bản. Cái này là hết sách luôn đó, mừng lắm. Còn bây giờ là ăn cái gỗ bụi thoải mái luôn. Mình nói vậy chứ chất lượng cũng ngon cậu ơi. Ừ. Đâu có tệ đâu. Thấy không, nó cái này mà nó chín rồi cái mình cạo dãy ra cũng vàng nín vậy chứ bộ. Ừ. Cho nó cháy hết dãy. Ừ. Cháy chứ. Cái than hồng đỏ vậy có khói đồ lên. Cháy nó cháy một hết. Thơm rồi đó. Chứ hồi trước là tôi nướng còn để nguyên con à. Trong để mình sửa qua sửa lại có vuông lắm. Thấy người ta nướng tôm như vậy làm sao? Nướng được bây giờ nó cũng sổ que hết trơn. Tôm này mua luôn. Cậu kỳ làm gì? Con đưa mày cậu dãy được rồi nè.
Chúc sức khỏe, bà bạn cúng đi. Cúng đất đai. Đất đai rồi ở ngoài trời mình mới cho. Này người kia đâu cũng có tham gia hết chứ. Phụ hộ cho mình là sức khỏe. Bình thường xuôi gió phát đạt. Nhờ vậy mà anh em mua tôi khỏe hoài. Không biết khỏe gì chứ. Ngon quá cậu ơi. Ăn thử miếng cá ngày ăn chưa? Ừ ăn đi. Ơi rồi nè. Cá rô. Dạ cá rô. À mời vợ ăn đi. Còn nóng chấm mắm sao chứ ăn trời. Bà ăn lạc nhất là bà không ăn mặn này sẽ phiền tôi nè. Rất là ngon. Ngon thiệt rồi. Ngon thiệt rồi. Phải ăn nữa rồi. Để bắt giúp tôi nữa trời. Bình hả đậu sống nha. Béo ghê. Đậu sống rồi hả? Ra lại dùng cái ẩn có. Ra lại dùng cái thuốc không anh hả? Dạ. Vô lẹo không có luôn. Dạ. Phải là bữa hổm ra không có ai ăn đâu. Bây giờ cái đống không ai ăn ra. Có cải trong tủ thế thì lấy ra. Cải gì? Cải lách không có. Cái gì à? Lách lên luôn á. Được. Thế là nhà lên cái nó dẫn là không ngày đốn ngày không tối rồi. Cũng bỏ nó coi giùm. Giống như tao mày làm cái đó vậy. Mà em tao mà nó khéo lắm đó.